anh làm cái gì? Tiết thứ hai, hẹn mày ở sân sau trường. Nếu như mà mày không tới thì coi như mày là thằng hèn. Xin lỗi nha. Đang tập võ hả? Đánh dài đường coi chơi. Anh Vũ, anh có chuyện gì thì nói chuyện với tôi nè. Anh làm bao cái chuyện làm gì? Con nít lắm. Mà đánh tôi, mét thì giám thị cho anh coi. Ôi, hình như là mày không biết tao làm trùm ở cái trường này. Thầy hiệu trưởng tao còn chưa sợ, nói gì tới thầy giám thị của mày. Tao đã cảnh cáo mày một lần rồi mà mày vẫn không nhớ. Vậy thì để tao dạy cho mày bài học nhớ đời. Tôi hỏi anh, anh đánh người ta như vậy anh đủ chưa? Vậy bây giờ tôi hỏi em, tôi thua nó ở chỗ nào? Tại sao em lại không thích tôi? Anh cao hơn nó, anh đẹp hơn nó. Em nhìn đi, nó chỉ là một thằng nhóc con yếu đuối hèn nhát. Nhưng mà rất tiếc, tôi thích những người như vậy. Rồi sao? Em... Trời. Ủa, cái thầy của tôi mà cha. Ủa, bây giờ lỗi của tôi hả? Vậy xin lỗi nha. Khùng quá gì?